Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cách vào cái tựa game Bảo Bối 3D bản alpha test này nha. Nếu anh em không thể vào được mà vẫn đứng ở bên ngoài này lúc vào này anh em sẽ bị thông báo là kết nối mạng không ổn định. Anh em sẽ ấn vào cái phần sửa silent này cho mình, khởi động lại game sẽ có hiệu lực anh em. Nếu nó fix lại thì anh em sẽ vào được thôi. Có cây sửa thành công, hãy mở lại game, có hiệu lực nhé. Nhận vào lại game. Server nó còn bản alpha test nên nó hơi lag nha. Vào game, đấy đã vào được. Rồi anh em mà mờ thấy game mờ hay là không gì thì anh em sẽ chỉnh cái đồ họa của nó cao lên, nó đẹp. Phần cài đặt đúng rồi, cao này cho mình. Hết lên hết căng tăng luôn. Tha hồ trải nghiệm game này nha. Thì nó có các nhiệm vụ cho anh em này. Trong nhiệm vụ anh em sẽ nhận được quà này. Vui này, shop này. Có vàng, kim cương. Game cũng khá là hút máu anh em ạ. Mạnh VIP thì phải nạp tiền thôi. Nạp tiền để triệu hồi anh em. Cái triệu hồi này nó tỷ lệ hồi bằng kim cương nó ra cái gì nào. Hồi kim cương có Venusat này, Blastoise này, Zadot này, Dashi này. Con này chắc là cứ chất ép thôi anh em. Kiếm mấy con tư chất ép hoặc là tư chất SS, SS cộng thì các phải làm nhiệm vụ anh em ạ, và làm sự kiện anh em. Sự kiện của nó trong game đó. Bỏ ra ấy. Em mới kiếm được mấy con đấy. Không thì mấy cái con triệu hồi trong shop bằng kim cương anh em không nên triệu hồi nha. Kim cương để dành lại để chơi mấy sự kiện để kiếm mấy con tư chất S cộng với cả SS nha. Bật mắt lên khá đẹp anh ạ. Kỹ rồi này. Lửa. Có cầm xương, tuyệt kỹ đi, mình hình như đang bị tê liệt anh em ạ. Pikachu nó tin là mình làm tê liệt. Phải đi ải đã anh em. Điệu qua qua đi. con Pokemon nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau nha anh em. Con đánh đơn, con đánh lan, kinh của nó ấy. Con đánh toàn bộ đội địch, con chỉ đánh một mục tiêu thôi. Đầu yếu rồi đấy, mình phải nâng cấp bồi dưỡng cho mấy con Pokemon này lên mới ăn được. Ta đuối đâu anh em. Nó không chết, mình còn chết một con rồi. Wow, quả nạp đầu 2 luôn anh em, lại còn được quên nữa kìa. Yếu đó. Xác định đô top thì nạp đến tầm VIP 5, VIP 6 là con nẹ. Này cái chất B này. Có trăm Merlin chất S thì còn xài tạm. Về phí nha. Phá mê mẩn, cấp được. Pin này. Mà không nâng bây giờ thì không đánh được ải cơ. Chúng có cách nào kiếm con khác không? 10 lần nhận mặt Pokemon. Hộp đồng vàng này chắc toàn những con cùi thôi anh em. Đây nào, có mảnh này, đây toàn mảnh thôi, cho hộp đồng vàng toàn mảnh đấy nha. Khó đấy. Tôi VIP khá khó anh em ạ. Tiền vào rồi. Và đăng nhập thì nó mấy ngày nó cho Pikachu này, hay nó cho Onix này. 3 cho Pikachu, 8 nó cho mèo này, đầu cho thêm một con 9 đuôi này. M15 ở đấu trường này cho anh em thắp pha kim cương đây. Hội cho mình con gì không có cốt thì em thêm được cái con Blastoise anh em ạ. Cầm con vịt. Blastoise chưa được đấy, Blastoise còn chất S. Anh em cũng được 2 con phần chất S, 3 con phần chất S rồi. Cái đi ải khá thuận lợi. Tháng à. Làm liên tục 60 một ngày được nhận, 6 ngày liên tục. Đăng nhập này. Tiêu đổi nạp này, tường thành. Lúc mới mở với sự và thấp thì nó chưa có sự kiện. Không mấy con ngon cho anh em. Dẫn qua anh em cách fix lỗi để có thể vào trải nghiệm game nha. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu anh em là fan của tựa game Pokemon cũng như là yêu thích tựa game Thần Thú 3D Bảo Bối Đại Chiến này thì nhớ là làm like và đăng ký kênh của mình. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình. Thôi, bye bye anh em nha. Bye bye.